Mình chào các bạn, mình tên là Nguyễn Phương Ngân. Năm nay mình 6 tuổi, mình học trường mầm non Xuân Phương B. Mình đến từ lớp 62 Từ Liêm, Hà Nội. Sau đây mình xin hát bài Chú Heo Người. Út út út, các chú heo con út ít kêu hoài, ăn suốt ngày rồi là phát ngay bụng ra. Chú heo ơi sao mà lại